Chúng ta là dùng BUSD, chúng ta không phải chuyển tiền cho bên thứ ba, mà khi chúng ta pay đi thì sẽ có hai ví của người chơi trong cộng đồng được nhận. Một là cái người bảo trợ trực tiếp của mình và hai là cái người được thụ hưởng trong ma trận. 15 đô khi chúng ta pay đi thì 5 đô về trực tiếp về ông bảo trợ, còn 10 đô thì nó về ma trận. Nên anh chị không phải rút, không phải đặt lệnh rút gì cả. Được không nào? Và USDT hay là BUSD nó chính là tiền của mình rồi, nên không phải có gì phải quy đổi cả. Đây không phải là mô hình đầu tư ủy thác để nhận lãi lời, nên là không trả bằng cái gì cả. Mọi người hiểu không ạ? Đây là một cộng đồng để họ sắp xếp bằng thuật toán để cái tiền của người chơi này sẽ luân chuyển sang tiền của người chơi khác về đến đúng chỗ của nó thôi, và tạo ra dòng tiền, tạo ra thu nhập. Thế nên chúng ta sử dụng bằng BUSD thì không phải rút và không phải trả bằng cái gì.